Đông Nhi bị bạn trai hờ hững khi cầu hôn ở biển. Yêu nhau đã lâu, người hâm mộ mong chờ một đám cưới lãng mạn của Đông Nhi và ông Cao Thắng. Cặp đôi hot của showbiz Việt, Đông Nhi, ông Cao Thắng đang có kỳ nghỉ lãng mạn ở bãi biển thơ mộng. Nhiều người hâm mộ cho rằng cặp đôi tới đây để chụp ảnh cưới và họ mong chờ đám cưới này từ rất lâu rồi. Để đáp lại tình cảm của khán giả, Đông Nhi và ông Cao Thắng đã diện đồ đôi màu trắng và chụp những bức ảnh khá ngọt ngào, gửi đến các fan yêu dấu. Ngoài ra, mới đây nữ ca sĩ cũng tiết lộ khoảnh khắc cầu hôn của bạn trai trên bãi biển, đầy nắng và gió. Đáp lại tấm chân tình của Đông Nhi, ông Cao Thắng lại hờ hững quay đi, khiến bạn gái vô cùng hờ hững. Chia sẻ trên trang cá nhân, Đông Nhi viết, bạn gì đó kỳ ghê, người ta cầu hôn mà hờ hững dễ sợ. Dù đây chỉ là hành động vui đùa của cặp đôi trai tài gái sắc, nhưng nó cũng khiến người hâm mộ thích thú và cầu mong ông Cao Thắng sớm gật đầu để họ có một cái kết happy ending. Đông Nhi và ông Cao Thắng đã cùng nhau trải qua hơn 8 năm hẹn hò, ngoại hình đẹp, có chung sự nghiệp âm nhạc đình đám và không scandal, hai nghệ sĩ xứng đáng được làng giải trí hâm mộ. Gia Bảo phải điều trị tâm lý sau khi vợ con dọn về nhà mẹ ruột. 4 giờ sáng ngày 24 tháng 7, Gia Bảo đăng tải dòng trạng thái hối hận, tiếc nuối với những mất mát trong hôn nhân. Thời gian gần đây, Gia Bảo liên tục đề cập đến sự chán nản, mệt mỏi vì áp lực cuộc sống. Có lần anh còn đăng tải dòng tự sự với ý muốn tự tử lúc nửa đêm. Hôm ngày 21 tháng 7, anh kể đã phải gặp bác sĩ tâm lý để điều trị. Thí sinh của Sao Nối Ngôi năm nay tiết lộ bị stress rất nặng sau nhiều chuyện không vui. Gần đây, Gia Bảo vấp phải sự chỉ trích từ cư dân mạng và một số đồng nghiệp trong nghề sau khi anh bê nguyên tiết mục của nghệ sĩ Thành Lộc vào game show Sao Nối Ngôi. Sau đó, anh đã phải chủ động xin lỗi tiền bối trong nghề. Bên cạnh áp lực từ công việc, anh còn đau đầu về cuộc sống hôn nhân. 4 giờ sáng ngày 24 tháng 7, anh chia sẻ trạng thái tiếc nuối khi đối diện rạn nứt hôn nhân. Anh kể vừa xem lại toàn bộ ảnh kỷ niệm của hai vợ chồng, khi nhìn lại số tin nhắn cũ, hình ảnh chung, cháu nội nghệ sĩ Bảo Quốc đã khóc. Anh tự trách bản thân vô tâm, không giữ được lời hứa là người chồng tốt. Nước mắt đã rơi, ta vô tâm để mất đi điều vô cùng quý giá trong cuộc sống. Bao nhiêu lời hứa hẹn của ta, bao nhiêu sự thất vọng của người, Gia Bảo viết. Anh thừa nhận đó là quá trình dài, khi anh chủ quan và ỷ lại vào tình yêu của vợ. Cứ sống theo bản năng của mình mà không nghĩ đến cảm nhận của người ấy. Đến lúc sự chịu đựng bị vỡ òa, như nước lũ cuốn trôi đi mọi thứ, anh ghi chú trạng thái cay đắng. Với Gia Bảo, thời gian này là lúc đang cố nhặt những mảnh ghép nhỏ xíu. Chia sẻ với zin.vn, Gia Bảo tâm sự vợ con anh đã chuyển hẳn về nhà ngoại ở vài tháng trước. Những ngày qua, nam nghệ sĩ luôn thể hiện sự níu kéo hôn nhân bằng những lời ngọt ngào, trách bản thân trên trang cá nhân. Trong khi đó, vợ Gia Bảo, Thanh Hiền, không đưa ra bất cứ bình luận nào. Tối ngày 23 tháng 7, cô chia sẻ trạng thái tức giận đầy ẩn ý. Dù có chuyện gì quan trọng đến mấy, tôi cũng không đồng ý. Việc để con ngủ một mình trong nhà, khóa cửa đi như vậy. Bao nhiêu là mối nguy hiểm rình rập xung quanh con. Nếu như con thức dậy không thấy ai, con khóc. Con ói không có ai, có trộm vào nhà, cháy nhà hay tai nạn gì đó xảy ra thì sao? Ca sĩ bị chém gục giữa đường vì mâu thuẫn lúc đi tiểu tiện. Do mâu thuẫn trong lúc đi tiểu tiện, ca sĩ kim ảo thuật gia Lương Gia Tuấn bị đối tượng đuổi chém gục giữa đường. Ngày 24 tháng 7, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đang điều tra làm rõ vụ gây thương tích cho anh Lương Văn May, 29 tuổi, ở Thường Xuân, Thanh Hóa. Anh May có nghề nghiệp là ca sĩ kim ảo thuật gia đường phố với nghệ danh Lương Gia Tuấn. Trước đó, đêm ngày 18 tháng 7, anh May bị chém trọng thương nằm gục trên đường Võ Chí Công. Hình ảnh anh May nằm gục trên vũng máu đã gây xôn xao trên mạng xã hội. Do bị thương nặng, hiện anh May đang phải điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Chưa hết bàng hoàng, anh May kể lại, khoảng 22 giờ 30 đêm ngày 18 tháng 7, anh và một đệ tử học trò ảo thuật tên Tuyền có qua quán BTP của anh Nguyễn Mạnh Hùng biểu diễn. Ngồi được một lúc, anh May và anh Hùng đi ra ngoài tìm nơi để đi tiểu tiện. Thấy bờ tường bên cạnh nhà hàng TB vắng vẻ, kín đáo nên anh May định đi vệ sinh tại đấy. Tuy nhiên khi chưa kịp tiểu tiện thì có một người đàn ông đi ô tô dừng lại, chiếu đèn vào anh May và anh Hùng. Do anh Hùng có quen biết người điều khiển ô tô nên có nói chuyện. Một lúc sau, bất ngờ có người tự xưng là chủ lô đất xông tới đấm vào mặt anh May.
Tôi hỏi tại sao anh lại đánh tôi thì anh ta bảo mày tiểu tiện vào đất nhà tao. Ca sĩ kim ảo thuật gia 29 tuổi kể lại. Theo anh May, do thấy sư phụ bị đánh, đệ tử tên Tuyền đã chạy ra hỏi phải trái, hai bên tiếp tục xảy ra lời qua tiếng lại. Sau đó ít phút, đối tượng đám anh May trước đó cùng với một đối tượng khác cầm dao đuổi chém anh May và cậu đệ tử. Thấy đối tượng cầm dao, tôi hô cậu đệ tử chạy đi, hai thầy trò mỗi người một hướng. Tôi cầm một thanh sắt dài dùng xiên thịt, mục đích là để dọa họ, không dám đuổi chứ không phải để đánh lại. Sau đó tôi bị đối tượng đuổi kịp, chém vào bả vai nên gục xuống. Tôi ngẩng đầu lên xin tha mạng, nhưng vẫn bị đối tượng chém thẳng vào đầu, lưng và tay, chân nhiều nhát. Lúc này tôi giả vờ chết để đối tượng dừng tay không đánh nữa, anh May kể lại. Anh May cho biết sau khi xảy ra sự việc, cơ quan điều tra đã tới lấy lời khai của anh. Một số người Nhật là thân nhân của đối tượng tấn công anh đã tới bệnh viện thăm. Sau nhiều năm đi hát, tôi dự định tháng 9 này sẽ về quê xây mái nhà cho bố mẹ. Không ngờ lại gặp tai nạn này, anh May tâm sự. Ngỡ ngàng vì chị vợ Sơn Tùng ngày càng nóng bỏng. Nhiều người nói vui rằng nếu Sơn Tùng về chung nhà với Thiều Bảo Trâm, anh không chỉ có vợ đẹp mà ngay cả chị vợ cũng nóng bỏng, táo bạo không kém. Những ngày gần đây, Thiều Bảo Trang, chị gái của Thiều Bảo Trâm, người yêu Sơn Tùng đang thu hút khá nhiều sự chú ý khi trở lại với loạt ảnh đầy gợi cảm nóng bỏng. Cô được khen là sexy từ trang phục cho đến cách tạo dáng, thần thái khi đứng trước máy ảnh. Chị dâu Sơn Tùng tỏ ra bạo dạng với những váy áo ngắn, khoe trọn đôi chân trần trắng nõn cùng với vòng ba hoàn hảo. Đây không phải lần đầu tiên Thiều Bảo Trang gây sốt vì những hình ảnh cá tính. Trước đây cô từng khiến người xem đứng ngồi không yên vì cách ăn diện táo bạo ở ngoài đời lẫn trên sân khấu. Dù không phải là người mẫu, song Thiều Bảo Trang vẫn sở hữu thân hình lý tưởng khiến nhiều người phải ghen tị. Những hình ảnh diện bikini của giọng ca xuất thân từ The Voice luôn nhận được hàng nghìn lượt like từ cộng đồng mạng. Không chỉ nổi tiếng vì xinh đẹp gợi cảm, chị em nhà Thiều Bảo Trang còn được khán giả chú ý qua những ồn ào scandal tình cảm. Trong khi Thiều Bảo Trang bị đồn là người yêu đồng giới của nhạc sĩ Phương Uyên, thì em gái của cô cũng vướng vào lùm xùm tình cảm với chàng ca sĩ hot nhất hiện nay Sơn Tùng MTP. Dù bị đồn khá nhiều về chuyện tình cảm, nhưng Sơn Tùng vẫn im lặng, không xác nhận cũng không phủ nhận. Nhiều người cho rằng anh muốn bảo vệ bạn gái trước những fan cuồng quá khích. Nếu Sơn Tùng về chung nhà với Thiều Bảo Trâm thì anh có những cô chị vợ quá xinh đẹp. Sau khi tách khỏi nhóm BT, cả Thiều Bảo Trang lẫn em gái đều đang tích cực theo đuổi sự nghiệp solo. Trong khi cô em vừa gây ấn tượng với vai trò thí sinh tham gia cuộc thi The Remix, cô chị vẫn đều đặt ra sản phẩm mới liên tục với sự hỗ trợ từ nhạc sĩ Phương Uyên. Chia sẻ với lý do lột xác hình ảnh lần này thì Bảo Trang cho biết, nhiều người cứ mặc định cỡ là hư, nhưng Trang thì không nghĩ vậy. Ca sĩ mang đến những gì hay nhất, đẹp nhất cho khán giả, miễn là nó phù hợp với khán giả Việt. Cô cũng chia sẻ thêm rằng, ai cũng có một phần thanh xuân tươi đẹp, nên nữ ca sĩ muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của mình qua hình ảnh lần này. Nam ca sĩ Việt qua đời ở tuổi 30 sau khi ngã từ tầng 10 chung cư. Vụ việc đau lòng xảy ra vào rạng sáng sớm ngày 24 tháng 7. Nam ca sĩ Lê Tính qua đời sau khi ngã từ tầng 10, tòa chung cư nằm trên phố Thái Hà, Hà Nội. Trả lời xin.vn, người thân của nam ca sĩ Lê Tính cho biết, anh đã qua đời vào rạng sáng ngày 24 tháng 7 ở tuổi 30. Nam ca sĩ gốc Thái Nguyên tử vong sau khi ngã từ tầng 10, tòa chung cư nằm trên phố Thái Hà, Hà Nội. Chúng tôi nhận được tin báo từ những người của bạn Lê Tính vào khoảng 7 giờ sáng ngày 24 tháng 7. Gia đình đã đưa em về quê làm lễ viếng, người nhà chia sẻ. Công an phường Láng Hạ xác nhận một nam thanh niên qua đời trên địa bàn phường vào sáng nay, nhưng từ chối tiết lộ thêm về vụ việc vì vụ việc đang trong quá trình điều tra. Lễ khâm liệm và lễ viếng nam ca sĩ trẻ được tổ chức vào trưa ngày 24 tháng 7 tại quê nhà ở thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Lễ an táng sẽ diễn ra vào hồi 8 giờ, sáng ngày 25 tháng 7. Lê Tính là một người rất lạc quan, yêu đời, cậu ấy cũng sung túc về tài chính, nên khi nghe tin cậu ấy mất, ai cũng bàng hoàng. Tôi cũng đọc vài thông tin nói rằng cậu ấy tự tử, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là tin đồn, người anh của Lê Tính cho biết. Trên trang cá nhân Lê Tính, nhiều bạn bè vẫn chưa tin rằng anh đã qua đời, nam ca sĩ Khánh Đơn xúc động.
Để nói về em thì ngồi cả ngày cũng không thể nói hết. Chỉ biết ai đã từng quen em thì quý em, trong đó có anh, chỉ mong em đi thanh thản. Bạn trai cũ của Lương Bích Hữu cho biết, bay ra Hà Nội vào tối ngày 24 tháng 7 để kịp thăm đàn em lần cuối. Ca sĩ Hồ Việt Trung hay Lâm Chấn Huy cũng bày tỏ sự bàng hoàng khi nghe tin Lê Tính qua đời. Hồ Việt Trung nói anh ân hận vì không kịp ra viếng người em thân thiết do vướng lịch diễn ở Đà Nẵng. Sáng mai cậu ấy đã được an táng nhưng tối nay không có chuyến bay khuya để thắp cho cậu ấy một nén nhang. Nam ca sĩ Em Là Của Anh bày tỏ. Lê Tính năm nay 30 tuổi là con thứ ba trong gia đình có ba anh em trai. Anh đam mê âm nhạc từ nhỏ và quyết định theo con đường nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp Học viện Âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh, Lê Tính khởi nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh vài năm trước khi trở về Hà Nội. Anh đã phát hành album Nước Mắt Có Vị Gì với một số ca khúc được chú ý như Một Ngày Nào Đó, Nước Mắt Có Vị Gì, Yêu Là Gì, hợp tác với Châu Khải Phong. Không có sản phẩm âm nhạc gây chú ý, Lê Tính có quan hệ rộng trong giới nghệ thuật nhờ vai trò người tổ chức sự kiện và quản lý nghệ sĩ.